Chào tất cả mọi người nhá. Hôm qua thì mình có làm video về cách ăn của người dân nước bạn Lào. Thì khác với lại các nước châu Á khác đúng không ạ? Ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thì đối với người Lào, trong bữa ăn thì thức ăn chính không phải là cơm mà là xôi nếp đúng không ạ? Vậy thì người Lào uống có khác với lại Việt Nam không? Người Lào uống nước hoàn toàn khác với lại Việt Nam chúng ta mọi người nhá. Đấy, tức là người dân Lào thay vì uống nước từ những bể chứa nước và được lọc qua máy lọc nước giống như ở nông thôn Việt Nam đúng không ạ? Thì đối với nông thôn Lào, người ta uống nước qua những cái túc nước như thế này mọi người này. Đấy. Với giá thành là 7.000 kíp một bình nước như thế này thì người ta sẽ uống nước túc trong suốt cả cuộc đời luôn. Và chi phí thực sự là rất là tốn kém đúng không ạ? Một bình nước như thế này. Mình có hỏi người dân Lào là tại sao người ta không có xây bể cạn giống như Việt Nam để hứng nước khi trời mưa sẽ không bị mất tiền đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần có một máy lọc nước lọc qua thì sử dụng được luôn. Còn người Lào thì người ta không biết, người ta cứ mua những túc nước như thế này mọi người này, là rất là tốn kém. Vậy thì chúng ta chỉ cần tính sơ sơ đúng không ạ? Là cứ 2-3 ngày một hộ gia đình sẽ uống hết một túc nước như thế này với giá là 7.000 đồng. Thì suốt cả cuộc đời người ta uống thực sự là rất là tốn kém đúng không ạ? Thay vì uống nước túc thì chỉ cần là xây bể cạn giống như Việt Nam thì người Lào sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Ai hay đồng thảm đây ăn bên nhăng mà khôn Lào không bộ kinh nằm sang mà không kinh nằm túc nên không tiết kiệm hơn khẩu kinh nằm sang kinh nằm sang nên là điều này đi khẩu mà hết nằm đêm đi khẩu là sau kia lại nếu mà kinh nằm đêm đi mình เขาว่ามันมียาฆ่าเชื้อนะใช่ยาฆ่าเชื้อบ่อยมีบ่อยเป็นไข้ยุงบ่อยเป็นไข้ว่าซะแล้วกินน้ำตุ๊กนี่มันดีกว่าวะดีกว่าน้ำซ่าเพราะว่ามันมียาฆ่าเชื้อเขาใช้ยาฆ่าเชื้อบ่อยเป็นไข้ยุงบ่อยนั่นนะมันมีไข้ยุงลายไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเขาเอิ้นนะแล้วกินน้ำเลือดนี่ไปแล้วมันบ่มีตัวนั้นบ่เวลาเขาบอกกินน้ำซ่างเขาเอาดินบกเขาเกาะเขาเกาะเอาละเขากินหนับพุ่นตุ๊กในบ่ได้ปะบ่ได้ก่อนตัวละคันว่าจำเป็นให้เขากินได้เดี๋ยวหาก็ได้ต้มให้มันห่อให้มันพุ่นนะเออกินได้กินได้แต่ว่าจันเรื่องกระเบื้องนั่นเนาะกระเบื้องมันเปื้อนมันกระเบื้องได้แล้วก็มันมาแต่คนจะเก้าตะกี้ก็กินน้ำซางกินน้ำซางแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามากินเพราะว่าเขามาแนะนำให้กินน้ำดื่มเนี่ยเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยมันมียาฆ่าเชื้อบ่อยเป็นไข้ยุงนะตัวไหนมันเป็นไข้เลือดออกไข้ยุงแต่ก้อนนะเดี๋ยวมากินน้ำดื่มเนี่ยเขาว่ามันบ่มีแล้วมันมียาฆ่าเชื้อใส่เขาเลยให้กินตัวนี้นะเขาเส้นจะน้ำยาฆ่าเชื้อคือที่ว่าเขาเวลากินน้ำตุ๊กนี่ตลอดก็เสี่ยงกันร้ายเนาะไม่ละเสี่ยงร้ายธรรมดาเนี่ยเราบุญเปลืองเงินเนี่ยก็กินน้ำซ่างคือเก้าก็ได้เดี๋ยวกันเอาย่างกินไข่ยุงกับต้มต้มมันห้อยมันพดแล้วก็กินได้บุมีไข่ยุงนะ người ta trả lời rằng là trước kia khi chưa có những túc nước như thế này mọi người này thì người dân Lào cũng uống nước giếng nhưng mà chất lượng nước giếng thì không có sạch và có những con muỗi thì thường đẻ trứng cũng như là uống nước giếng thì sinh ra rất là nhiều bệnh. Thì mình có hỏi là tại sao không
không xây bể chứa nước để hứng nước từ trên trời giống như Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Thì người Lào có trả lời đó là tại vì hiện tại bây giờ người dân nước bạn Lào, cái mái nhà mọi người nhá, đấy, mái nhà của người Lào thì vẫn còn sử dụng đó là piro xi măng, rất là độc đúng không ạ? Thì khi hứng nước từ trên trời qua tấm piro thì sẽ rất là độc. Đấy. Còn những hộ mà xây mái ngói thì mình cũng không có thấy xây bể cạn. Đấy, đó đấy là một điều thực sự rất là lãng phí nước trời đúng không ạ? Cứ một túc. Hả? Mang được. Ờ. Mà Phúc này ạ? Mên là. Ờ cả mi thế. Khơn mắc ở đây này. Đây là mên pha xa Việt ạ? Ờ. Quả bưởi. Ờ. Nó Phúc nó như là ừ. Đây là thợ xây đến xây nhà cho người dân Lào. Thì mình có đến tận nơi để nói chuyện cho các bạn có thể hiểu được. Đó là người Lào, thứ nhất là người Lào không có ăn cơm mọi người nhá. Người Lào ăn xôi suốt cả cuộc đời. Còn về phần ăn cơm thì cũng có ăn nhưng mà không thường xuyên. Thứ hai đó là người Lào không có uống nước giống như Việt Nam ta, từ nông thôn đúng không ạ, cũng như thành thị. Đó là người dân nước bạn Lào uống nước từ những cái túc như thế này với giá thành hiện tại là 6.000 kíp, tương đương với hơn 7.000 một túc, và uống hết cả cuộc đời thì thực sự đó là thấy rất là lãng phí đúng không ạ? Thì khi uống thì chỉ cần lấy cốc ở đây đúng không ạ, và uống trực tiếp từ nước túc như thế này. Đây. Ai hấp uni chắc lán. Sầu nhai như là hấp tiền sầu. Sầu là lán. Sầu là lán kíp. Sầu là lán kíp. Mẹ là. Sòng tôn như là cả. Sòng lán. Sòng lán hả? Mẹ là. Lương. Hấp tiền sầu. Nhai như tiền sầu đi. Ừ. Người nào có đang hấp. Đây là sòng lán là. Vì là hết ngàm là có cả tươm học cả ao nọ. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Là những lán kíp thương ngân Việt thôi đấy. Lán kíp hả? Ừ, ngân Việt. Ừ. Lại qua ngân Lào lại qua à? Lái qua thì và lái qua mới tới nội điều. Nói gì nọ? Ừ, phân kíp là tổ mới tới. Phân pai như vậy. Nên là xén đừng là tổ ngân Việt là xén cặp ship phân. Ồ, là lớn chân hơn á. Ừ. Tê kia, tê con.